Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay thì cả nước ghi nhận hơn 1.700 sự cố thiên tai, khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại nhiều về tài sản. Vào chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố và tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm của Ủy ban. Tính từ đầu năm đến nay thì Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn đã huy động hơn 53.000 lượt người và hơn 3.000 lượt phương tiện các loại để ứng cứu, hướng dẫn và di dời hàng nghìn người tới nơi an toàn, thông báo hướng dẫn cho các phương tiện và người dân biết thông tin của bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Mặc dù công tác tuyên truyền được quan tâm, nhưng nhận thức của một số chính quyền cơ sở, địa phương và người dân vẫn còn chủ quan, thiệt hại do sự cố thiên tai còn lớn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thiên tai từ nay cho đến cuối năm sẽ còn diễn biến khó lường, đồng thời yêu cầu các ban ngành địa phương phải cảnh giác hơn, rà soát lại các nhiệm vụ của mình để bổ sung. Cơ quan dự báo có trách nhiệm dự báo chính xác hơn, tìm cách tuyên truyền đến từng người dân trong vùng nguy hiểm, đẩy mạnh việc phối hợp và tổ chức giữa các lực lượng để đạt hiệu quả tốt nhất. Sau các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, nhiều hồ thủy lợi ở Tây Nguyên đã bị sụt lún, sạt trượt, hư hỏng nghiêm trọng. Dù chưa phải là cao điểm mùa mưa, nhưng tình trạng này đang đe dọa tính mạng tài sản của nhiều hộ dân vùng hạ lưu. Hồ thủy lợi Đắc Nịch Tin tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Lông, tỉnh Đắk Nông. Phần cầu qua tràn bằng bê tông bị xô lệch, nứt gãy mạnh, một số điểm trên thân đập bị vỡ. Quanh mố cầu và bờ đập cũng xuất hiện nhiều vết nứt rạn lớn và đang có dấu hiệu lan rộng thêm. Nguy cơ vỡ đập là rất lớn. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 34 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Giải pháp trước mắt thì thứ nhất là tại cái vị trí cái vết nứt trên cùng ấy, nó đã mở rộng thành hình vòng cung. Thì đầu tiên là phải dùng cái tấm HDPE để ngăn nước không cho ngấm tiếp xuống, bố trí các cái rãnh cơ, hệ thống rãnh đỉnh để ngăn cho nước không chảy vào cái bề mặt bên dưới. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do mưa cường độ quá lớn và kéo dài trong nhiều ngày dẫn đến những điểm tụ thủy mới, kết hợp với sự thay đổi của mặt nước ngầm gây sạt trượt, sụt lún. Trước những diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo cũng đề nghị tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Đối với các hồ đập thì việc đầu tiên ấy là phải di dân ở trong những cái vùng khẩn cấp. Thứ hai đấy là phải có giải pháp để khảo sát, đánh giá, kiểm định lại các cái công trình để từ đó đưa ra các cái giải pháp về mặt kỹ thuật. Sẽ tập trung và xây dựng các cái bản đồ để cảnh báo về sạt lở đến những cái vùng nguy hiểm, hoặc là xây dựng cái bản đồ ngập lũ và theo dõi thường xuyên các cái công trình thủy lợi, ví dụ như lắp đặt camera theo nghị định của chính phủ để đảm bảo an toàn hồ chứa. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương ở khu vực Tây Nguyên rà soát lại quy trình vận hành các hồ chứa, vừa đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ nhưng cũng vừa dự trữ được nước để ứng phó với El Nino có thể xảy ra trong thời gian tới. Đồng thời kiểm tra lại phương án ứng phó thiên tai, xả lũ khẩn cấp, đặc biệt là những hồ đập đang thi công. Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, ít nhất đã có 9 người thiệt mạng và 4 người bị thương sau mưa lũ những ngày vừa qua. Hàng trăm căn nhà của bà con bị hư hại, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Tại Mù Cang Chải, Yên Bái, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã làm 2 trẻ em bị thiệt mạng và 1 người vẫn đang mất tích. 37 ngôi nhà bị hư hại, 3 cột điện bị lũ cuốn trôi. Toàn bộ thị trấn Mù Cang Chải mất điện, đến chiều nay vẫn chưa khắc phục được. Nhiều vị trí sạt ta luy âm gây mất toàn bộ mặt đường. Hiện 6 bản trong huyện đang bị cô lập, xe máy cũng không thể vào được. Tại Lào Cai, mưa lớn khiến 1 người bị lũ cuốn, hiện vẫn đang mất tích. Nước suối Cốc San lên nhanh đã làm ngập úng một đoạn đường dài hơn 100 mét. Nước chảy xiết khiến cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này rất khó khăn, tắc đường hơn 2 tiếng đồng hồ. Quốc lộ 4D nối Lào Cai với thị xã Sapa đi Lai Châu xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nguy cơ mất an toàn giao thông. Thôn tôi bây giờ hiện tại giờ nhiều nhà nước ngập này, mới lại đường xá thì vỡ, đê kè chúng tôi vỡ hết rồi, bây giờ còn gì nữa đâu. Cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Tại các khe suối, khe đồi, trên các tuyến đường giao thông ở Lai Châu vẫn đang ngổn ngang đất đá và nhiều cây to chắn ngang đường. Huyện Than Uyên Lai Châu có 4 người chết, 3 người bị thương, 25 ngôi nhà bị đất đá sạt vào, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị mất trắng, không thể khôi phục lại. Mà năm nay là năm kỷ lục, là lũ to, là ảnh hưởng rất lớn. Đối với thôn bản hiện nay là ruộng này, cây
hoa màu này, nói chung là với lại một số nhà ở cạnh đường thì cũng là ngập và bùn vào đến tận nhà. Các địa phương bị mưa lũ đã huy động tối đa sức lực của dân quân và nhân dân giúp các hộ gia đình vận chuyển đồ đạc đến nơi ở an toàn. Theo dự báo, thì vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ còn có mưa lớn đến hết đêm mai. Người dân những khu vực này cần hết sức đề phòng khi mà nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở hạ du có thể xảy ra do một số hồ thủy điện điều tiết xả lũ. Đến nay, toàn bộ 45 người Việt Nam bị mắc kẹt do sạt lở trên đường 8 nối tỉnh Bô Lê Khăm Say ở miền Trung Lào với cửa khẩu Cầu Treo ở tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam đã được các lực lượng chức năng của Lào cứu hộ an toàn. Theo Bộ Quốc phòng Lào, 35 người được đưa về huyện Khăm Khẹt, tỉnh Bô Lê Khăm Say và 10 người được đưa về huyện Khun Khăm, tỉnh Khăm Muộn của Trung Lào. Tất cả những người này hiện đang được chăm sóc, cung cấp lương thực, thực phẩm và sức khỏe đang dần hồi phục. Đối với những người đã được đưa ra vùng an toàn, phía Lào sẵn sàng giải quyết và hỗ trợ đi về Việt Nam bằng đường khác và không cho quay lại địa điểm xe kẹt để lấy đồ vì trời vẫn mưa và vẫn có nguy cơ sạt lở. Bộ Quốc phòng Lào cũng cho biết có một xe tải mang biển kiểm soát của Việt Nam bị vùi cùng lái xe. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đó là lái xe người Lào hay người Việt. Do tại Lào vẫn còn mưa liên tục nên các lực lượng chức năng đang nỗ lực để có thể thông đường quốc lộ 8, đoạn gần giáp với cửa khẩu Cầu Treo của Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đồng thời khuyến cáo người dân và phương tiện di chuyển theo các tuyến đường khác trong thời gian này.